Đấng Chí Tôn đã có giáng cờ răng dạy cấm điều tửu nhục sai sửa cho mần đạt linh hồn. Vì tinh thần khi chất tự trung ở tại nơi cung di hộ ngài bộ ốc của người, hộ pháp hằng người đó luôn đặng gìn giữ dựng khối chân linh bảo hộ cho tâm mình tánh định còn tư là chất quả sung thề uống rượu vô nhiều. Khi quyết lần lưu hành lạc sai làm cho lương tri tán loạn, trí não cũng phải bị hôn mê e biến sanh hành động bất thường không giống người thế nhân. Nhiều khi tà xung nhập thâm nhiệm vào suối dục gây ra những việc tội tình mất phẩm hàng thánh thần tiên Phật còn cam chịu phận luân hồi. Đành dương biết bao khổ nhọc muôn kiếp đọa trầm luân đền tra đến dứt trái hoàng lắm khổ hạnh gian nan. Về phần hữu hình thế gian việc phong tục lễ nghi cùng những điều giáo hòa chi chi đối đãi theo phần thiên hạ sự tử là lệ tử rất ưu tiên cuộc quan hôn tàn tế định gì vô tu bất thành nghi. Nhưng tại vì người dùng quá sai vì tình nhau uống cho tột độ đến đổi phải rối trí mê tâm chừng ngó xem vạn vật quay cuồng hết phân biệt giả chân rồi có khi ngã bờ té bụi hoặc nói năng xàm xéo cọc cằn chẳng nể rằng thấp cao cơn tỉnh hồn ngại ngùng xiết bao nhưng lỡ rồi phải đành cam chịu ăn năn buồn phận râu mài có khi hành hung với bạn làm vợ thảm con sầu để tiếng đời phê bình bán rào bỏ bê việc tiền bạc lại hao mà trí cũng giảm mau sao cho bằng dân lời chí tôn tự lóng lòng cân phân độ lượng uống ăn
có mực có chừng. Thuở xưa kia lệ u kiệt trụ vì tử sắc nước mắt nhà tan. Quần thần cam chịu thác quan nghiệp để cùng dở gian. Khắp thứ dân thầy đều quán than ngày nay tiếng nhớ vẫn còn. Bia ghi điều căm hận tuổi nhục ta nên sẽ càng nghĩ cùng. Điều thứ tư trong ngũ giới cấm thánh ngôn đã nêu rành. Dặn dò cùng khắp toàn nhân sanh rượu hại loạn trí cuồng tâm làm xa phẩm thần tiên. Lời thầy đã dạy bài giải khuyên ta nên chừa con đường tử nhục mới mong kề cận chân thầy.